Trong Nguyên kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Và chương trình và chủ đề của ngày hôm nay, Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em các bạn mến thương những bản tin liên quan đến chiến sự của Ukraine đang bùng phát và tình hình có thể nói rất là kịch tính ở tại vùng Donbass. Và Ukraine đã phản công một cách mạnh mẽ ở tại đảo Gắn và tại Kẹt Xuân. Và sự thất bại của Nga ê trề ở tại miền Nam Ngoài ra thì Nguyên sẽ cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em những bản tin càng ngày càng cô lập Nga như thế nào. Và Nga bắt đầu đe dọa những quốc gia đang cô lập mình. Những hành động có thể nói là thiếu, thiếu tầm cỡ của Nga. Đặc biệt là những hành động đang đe dọa vũ khí hạt nhân hay là đang giết những binh sĩ của Hoa Kỳ. Vân vân và vân vân. Đây là chủ đề và chương trình của ngày hôm nay. Để đầu chương trình thì cho chúng ta bước vào những bản tin vui, sấp dẻo trước để chia sẻ cùng cô chú anh chị em đó là bản tên bốn chiếc xe bọc thép hay mà ta còn kêu là xe tăng bọc thép M113 AS4 của Úc của Úc đã đến Ukraine đây là loại xe mà được chế tạo của Hoa Kỳ mà cách đây khá lâu nhưng Úc đã tu bổ lại và Úc đã nâng cái nền tân tiến nó lên và hiện bây giờ đây là những gì mà cam kết của Úc đã duyện trợ. Nó đã đến đất nước Ukraine của chú và anh chị em. Đây là cái số lượng xe bọc thép nó rất là quan trọng trong cái giai đoạn này. Cái loại xe này thì các quý vị là đi lính thời Việt Nam Cộng Hòa là chắc cho cô chú anh chị em cũng biết cái loại M113. Nhưng Úc nó tu bổ lại và nó sửa lại, nó tân tiến hơn nhiều so với những cái model cũ. Và cũng cảm ơn nước Úc tuy rằng xa dời dời nửa vòng trái đất nhưng trái tim vẫn đứng về phía chính nghĩa. Đứng về phía chính nghĩa và lúc nào cũng đang bảo vệ cái nguồn tự do và công lý. Đây là cái số lô hàng đợt thứ hai thứ ba mà Úc đã gửi của chú anh chị em. Đây là trong những cái gì mà Úc đã cam kết vừa qua. Thì trong một cái giai đoạn mà Ukraine đang cần vũ khí, các quý vị cũng biết mà, Ukraine trong cái mấy ngày gần đây thì Khan phải hạ tiện từng viên đạn. Họ phải để dành vũ khí và tấn công ngay trăng mục tiêu để đạt được hiệu quả nhiều nhất. Nên vừa qua là họ đang thiếu vũ khí trầm trọng. Và bây giờ thì đến lúc họ nhận được vũ khí. Thì đúng ra là cuối tháng này họ sẽ nhận được rất là nhiều vũ khí. Ngoài vấn đề Úc Châu viện trợ vũ khí đã đến. Thì loại pháo của Anh Quốc. Xin lỗi loại pháo của đức cũng đã đến có thể nói là tin vui càng thêm vui đặc biệt là loại pháo đài vì cuộc chiến tranh này đã bước qua một cái giai đoạn là cái giai đoạn bên nào pháo đài mạnh bên nào pháo đài chính xác bên nào pháo đài tầm xa thì bên đó chiếm ưu thế trong thời gian vừa qua thì pháo đài của nga rất là nhiều nga chiếm khá là nhiều ưu thế đặc biệt là dùng đông bắc và bây giờ cuối cùng sau những cái sự nỗ lực mà ông Olaf Shop do dự hết đợt này tới do dự hết đợt kia thì cuối cùng những loại pháo đài của Đức, loại pháo đài tự động của Đức nguyên nghiên cứu và nhìn theo hình sơ vì các quý vị cũng biết là nguyên cũng có kinh nghiệm làm trong những cái lãnh vực pháo đài loại pháo đài của Đức nguyên đánh giá rất là cao vì tuy rằng cái tốc độ bắn từ xa thì không cao bằng những loại pháo đài của Mỹ thí dụ của Mỹ có thể bắn đến 80 cây số của Đức thì chỉ có ba chục năm chục thôi nhưng loại pháo đài của Đức là loại pháo đài tự động tự động họ có thể chạy đi được với cái tốc độ xe họ có chạy đến gần 50 chục cây số nên là họ có thể di chuyển rất là lẹ họ có thể bắn giống như chiếc xe tăng vậy đó nó là pháo đài xe tăng nên nó có thể bắn rất là lẹ trong một phút để bắn có thể 10 viên đạn 155 mm nên cái loại pháo đài này đã bước vào trong cuộc chiến tranh ở tại đất nước Ukraine. Ukraine đã có thêm vũ khí để đối kháng với đất nước Nga. Thì cô chú và anh chị em, đây là hai bản tin cực kỳ là vui cho người dân Ukraine. Tổng thống Zelensky cảm ơn. Ông ta vô cùng cảm ơn khi nhận được những cái loại vũ khí mà được viện trợ từ Úc và từ Đức. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà Ukraine đang cần khẩn cấp. Nên cái sự vui mừng đó ông ta không thể nào tả được hết đặc biệt là trong cái bối cảnh mà Đông Bắc đang nghe đang chiếm ưu thế và có thể nhờ những loại pháo đài này, những loại xe tăng bọc thép này nó sẽ thay đổi cái cuộc viện mà Ukraine có thể lấy lại nhiều lãnh thổ các cô chú và anh chị em. Các quý vị bến thương cũng đã thấy rõ là tình hình chiến sự nó đi vào trong những giai đoạn càng ngày càng kịch liệt. Đặc biệt là bắt đầu cuối tháng này thì Hoa Kỳ sẽ duyện trợ đạn dược 36.000 viên đạn, 155 cộng thêm những loại hòa tiễn à M142 sẽ bắn hàng loạt. Ngoài ra thì Pháp cũng sẽ viện trợ, nên có thể nói là trong những ngày kế tiếp thì về vấn đề vũ khí không phải là một cái vấn đề nan giải nữa. Hiện bây giờ Ukraine có thể chuẩn bị tâm lý khi được sự huấn luyện đầy đủ thì có thể. Trong tương lai, quân đội của Uy Khan trở thành một quân đội tinh nhẹ nhất. Vì tại sao tinh nhẹ nhất các quý vị? Một binh sĩ tinh dễ nhất là một binh sĩ có đủ khả năng sử dụng tất cả vũ khí trên thế giới. Và hiện bây giờ Uy Khan đang sử dụng tất cả loại vũ khí, vũ khí của Nga, vũ khí của châu Âu, vũ khí của Hoa Kỳ, vũ khí của Úc, vũ khí của Canada, vân vân và vân vân. Nên là hiện bây giờ được sự đào tạo huấn luyện của Mỹ, của Pháp, của Anh Quốc của New Zealand có thể nói là tất cả quốc gia họ đang huấn luyện cho binh sĩ Ukraine để đối kháng với nga nên họ học được nhiều thầy nói dùng một câu đơn giản là họ học được nhiều sư phụ thì cái sự tinh nhệ của họ sẽ vượt bậc so với quân đội nga trong những tháng kế tiếp vì chúng ta phải tính là cuộc chiến tranh này chúng ta tính từng tháng hay chúng ta bắt đầu tính từng năm nếu theo cái đà kiểu này thì cuộc chiến tranh này nó sẽ kéo dài kéo dài và kéo dài đây là hai bản tin vui. Tất cả vũ khí này là đều là những loại vũ khí đã từng cam kết từ đầu. Đức còn duyện trợ nhiều hơn nữa, nhưng hiện bây giờ nó mới đến thôi. Đó là bản tin xếp dẻo đầu tiên cho cô chú anh cho biết là mấy ngày hôm nay chúng ta rất là bận tâm về vấn đề Ukraine thiếu vũ khí. Và bây giờ, cho Nguyên cập nhật những bản tin chấn động liên quan đến sự việc phản công của Ukraine rồi chúng ta sẽ cập nhật những bản tin chiến sự ở vùng Semidonetsk. Cái sự phản công của ngày hôm qua vô cùng rực rỡ, phải nói một câu như thế, chỉ huy ở tại miền Nam nói rằng chúng tôi sẽ lấy lại miền Nam gần đây mà thôi. Thứ nhất, họ đã tấn công vào đảo gắn, họ đã pháo kích vào đảo gắn, te tua luôn. Rồi họ đem những chiếc tàu nhỏ của họ đột kích vào một sự tấn công làm thiệt hại cho nga có thể nói là tất cả căn cứ của nga ở tại đảo gắn đều bị tổn thương tại sao ukraine đã lợi dụng thời cơ này vì vừa qua đảo gắn đang cần sự tiếp diện và cái tàu tiếp diện của nga đã bị chìm với quả tiễn áp của ukraine tấn vào và họ biết rằng đảo gắn bây giờ đang thiếu lương thực thiếu vũ khí là một cái giai đoạn tốt nhất để họ phản công và làm thiệt hại nặng nề ở đảo gắn vì cái đảo gắn nó sẽ làm cho cái bước đi mà Nga không thể lấy đó đặt cái căn cứ hòa tiễn để đe dọa đất nước Ukraine được. Nếu ngày hôm qua có thể nói là cái đảo gắn quân đội Nga đã, có thể nói là hiện bây giờ đó, Ukraine không thể nào chính xác được. Nhưng mà toàn vẹn thao vệ tinh cho biết những cái quỷ đều bị tiêu quỷ. Và đây là cái bước phản công thành công rực rỡ của Ukraine trong mấy ngày gần đây. Bố chú anh chị em, ngoài ra thì tại Kherson, Ukraine đã lấn được và lấy được tới 3 thị trấn trong vòng một ngày. Có thể nói là ở tại miền Nam, ở Kherson, quân đội Ukraine đánh đầu tháng đó. Quân đội Nga đang ở trong một cái trạng thái bí động và bắt buộc phải phòng thủ và bắt buộc phải gút lùi. Chỉ huy ở tại miền Nam cho biết rằng không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ đánh lùi kẻ địch hết và họ phải gút về phía miền Đông. Theo Phó chỉ huy Bà ta nói rằng là trong cái giai đoạn này chúng tôi chỉ cần là NATO viện trợ nhiều vũ khí hơn Tôi bảo đảm với các quý vị từ đây tới tháng 8 có nghĩa là hai tháng nữa Ở miền Nam sẽ không còn bóng dáng nào binh sĩ của Nga nữa hết có nghĩa là họ cho rằng chỉ cần 2 tháng nếu họ được sự viện trợ vũ khí tốt thì trong vòng 2 tháng họ sẽ giải phóng hết tất cả miền Nam. Tất cả miền Nam. Và có nghĩa là trong những cái ngày gần đây thì cái sự phòng thủ ở tại miền Đông thì họ giữ chân tại chỗ mà miền Nam thì họ phản công. Và đây cũng là những cái bài bình luận của Nguyên cách đây gần cả mấy tháng về trước. Nguyên có phân tích cho các quý vị địa lý chính trị. Nếu là Nguyên là tướng lãnh thì Nguyên cũng làm tương tự như vậy. Vì Nguyên phải giải cứu cái bờ biển của mình và phải bảo vệ an toàn tất cả những tỉnh thành ở miền Nam để giải cứu nông nghiệp của mình. Và cái miền Nam là cái miền vô cùng quan trọng Không thể để mất trong tay của Nga được Đặc biệt là nó có liên quan đến bờ biển đen Vì bờ biển chúng ta mới có cảng tàu bè Chúng ta mới có xuất khẩu nhập vào Và nó vô cùng quan trọng Nếu gớt vào trong tay của Nga Mà Nga hoàn toàn quản lý Thì cái bờ biển đen đó không ai cứu mình được Nên cái ở miền Nam là cái nơi trọng địa Mà Ukraine phải đặt tâm tư vào còn ở miền Đông, chúng ta chỉ có phòng thủ, để làm cho kẻ địch thiệt hại mà thôi. Cái này là nguyên đã bình luận cho các quý vị cỡ mấy tháng về trước rồi. Thì cô chú anh chị em cũng biết thì cái chiến lược quân sự của Ukraine thì họ làm tương tự như vậy. Họ đặt hết tất cả trọng tâm ở tại miền Nam để phản công, để lấy lại Sơn, Meditopol, Mariupol Những cái thành phố cặp ven biển họ phải lấy lại hết. Và họ còn đang định là lấy luôn đảo Crimea của Nga trong những ngày kế tiếp nếu họ đủ khí tài quân sự, vũ khí do sự viện trợ của Hoa Kỳ, của Pháp, của Đức, của Italy, Tây Ban Nha, vân vân và vân vân. Nếu nói chúng ta biết rằng là tuy rằng lực lượng quân sự của Uy Khan nó yếu hơn nghe nhiều. Cái số mà mình quy nó là vũ khí hay là số lượng nhân lực con người. Nhưng mà anh dũng của Uy Khan có sự quyết tâm đòi lại chủ quyền của đất nước có và sẵn sàng hy sinh đến giây phút cuối cùng. Nên nhờ cái sự quyết đoán và sự hy sinh này, họ đã đạt được nhiều thành tích ở tại miền Nam. Trong một cái bối cảnh miền Nam thì ngày hôm nay, phía bên Nga đang bắt đầu tuyên truyền. Nga cắt tất cả đài của Ukraine không cho công chiếu nữa, mà chỉ có chiếu đài của Nga mà thôi. Với những tuyên truyền của Nga đang đầu độc người dân Ukraine và muốn là người dân Ukraine đứng về phía họ. Nhưng mà cô chú anh xem cũng biết, người dân Ukraine người ta có cái lòng ái quốc người ta đã nhìn thấy rõ được cái khuôn mặt của của Nga rồi người ta thấy rõ được thấy cái hành động của Nga và người ta không chấp nhận được hiện bây giờ ở miền Nam đã tạo ra những cách mạng họ tạo ra những nhóm nhỏ cách mạng và họ tấn công vào những kẻ phản quốc những kẻ đầu hàng cho Nga những kẻ đang làm chức vụ cho Nga đang quản lý ở tại vùng miền Nam nên là gần đây nhất thì các quý vị đã nghe được những cái sự mà bơm nổ, sự tấn công vào những quan chức họ đã bắt đầu tạo ra những cách mạng. Hiện bây giờ quân đội của Nga không phải chỉ có đối phó với quân đội Ukraine không, mà còn phải đối phó trong thành phố có sự đứng lên và cách mạng nên làm cho họ khó cách nào ứng phó. Cô chú và anh chị em, đặc biệt là họ không được sự tiếp tế đàng hoàng. Khi Putin chỉ có trúng tông ở tại vùng Đông Bắc mà thôi. Đó là hiện bây giờ quân đội của Nga ở tại vùng miền Nam tổn thất nặng nề và sĩ khí quân đội đang xuống thấp. Đó là cái vấn đề của miền Nam. Còn miền Đông Bắc thì tình hình khá là nguy kịch cho quân đội Ukraine đặc biệt là thành phố Sevdonnes. Khi họ gần như là hoàn toàn đã bị bao vây và họ đang Thiếu lương thực và cả vũ khí. Chỉ huy ở tại Siberia cho rằng là chúng tôi vẫn cầm cự. Chúng tôi không có đầu hàng. Tuy rằng Nga đã cho chúng tôi dài tối hậu thư. Nhưng mà chúng tôi cam kết không bỏ súng. Vì chúng tôi đã hiểu được cái bài học ở tại nhà máy gan thép. Và chúng tôi tiếp tục đấu tranh. Và chúng tôi nói thẳng một điều, chúng tôi không thể thắng được với Nga. Nhưng chúng tôi có thể cầm cự để cho Nga tổn thương càng nặng nề càng tốt. Cái điều đó chúng tôi có thể làm được. Tới ngày hôm nay chúng tôi phải hạ tiện từng viên đạn vì chúng tôi cũng thiếu vũ khí. Chúng tôi để dùng vũ khí này để phản công cần thiết mà thôi. Hiện bây giờ Nga đang chiếm thượng phong ở tại thành phố Sivironez. Họ đã chiếm phần lớn, nhưng tôi khẳng định các quý vị họ chưa có chiếm hết. Họ có chiếm phần lớn. Có nhiều người kêu tôi là tôi phải rút binh đi, đi qua cái thành phố kế bên, thành phố Lyshen, phòng thủ chặt chẽ và tốt hơn. Khi đó quân đội của Ukraine đang phòng thủ ở đó Nhưng tôi lựa chọn tiếp tục chiến đấu Vì tôi biết rằng sự hiện diện của chúng tôi Nó sẽ làm sự ngăn cản sự tiến bộ của Nga Trong những ngày kế tiếp Ở tại Sivinones thì trước sau gì Theo nguyên nghĩ là vài ngày nữa cũng sẽ thất thủ thôi Cái tình hình ở tại ở tại miền Đông Nó không bất lợi cho, cho Ukraine rất là nhiều vì vũ khí của NATO viện trợ không kịp À, vũ khí của Hoa Kỳ đã đến cuối tuần này mới đến và lý do mà Ukraine không có thể tiếp tế được Nguyên sẽ phân tích chia sẻ của các quý vị ngay lập tức lý do chính đáng mà lực lượng quân đội của Ukraine có ở gần đó thôi không xa lắm à, mấy trăm cây số ở vùng Kakiv dùng Kharkiv ở trên chút xíu với cái lực lượng có tầm khoảng 20.000 binh sĩ Nhưng họ không thể điều động 20.000 này Giúp đỡ ở vùng Đông Bắc Nó có nguyên nhân và lý do Nguyên nhân lý do lực lượng quân sự Của Ukraine Phải bắt buộc phải đóng đô Ở tại biên giới Belarus Vì hiện bây giờ lực lượng khí tài Của Belarus đang Đóng đô ở đó 7 tiểu đoàn Của Belarus Đang áp sát biên giới của Ukraine Ngoài ra còn có nhiều tiểu đoàn của Nga mà khí tài quân sự của họ đang kéo ung ung đến. Nên bắt buộc Ukraine phải bị chôn chung ở tại biên giới một số lượng binh sĩ. Mà đây cũng là chiến lược của Putin để phân phối sức lực của quân đội Ukraine. Tướng lãnh chỉ huy ở miền Bắc nói rằng là tôi cũng muốn rút binh ở nơi này để tiếp diện dùng Donbass. Nhưng nếu tôi rút binh ở đây khi tôi biết kẻ địch đang chuẩn bị tấn công và họ đã có lực lượng đầy đủ hết, thì cái nơi miền Bắc này nó sẽ tấn công y hệt giống như cái kịch bản cũ là có thể đi đến thủ đô, đi đến thành phố Kakif mà chúng tôi không thể nào buông bỏ được. Sự đau xót của chúng tôi rất là nhiều. Chúng tôi không biết làm sao có thể phân thân để giúp đỡ những anh em ở vùng Đông Bắc được bây giờ. Hiện bây giờ chúng tôi rời đi thì ai bảo đảm được nghe không tấn công lại thêm một lần nữa? ở vùng miền Bắc. Nên một cái số lượng gần cả 20.000 binh sĩ của Ukraine phải chôn chung chôn chân ở tại miền Bắc để bảo vệ sợ Belarus tấn công. Và đây cũng là cái chiêu trò của Putin. Vì Putin đang thúc đẩy Belarus tham chiến. Vì Putin thấy rõ được là hiện bây giờ cuộc chiến tranh này nó kéo quá dài. Không có sự đồng minh viện trợ Belarus giúp đỡ thì khó thắng. Nó là trong thời gian vừa qua Belarus đã kéo binh sĩ của mình áp sát biên giới của Ukraine Mà Ukraine làm sao bảo đảm được là Belarus không tấn công Nên lý do đó mà hiện bây giờ Ukraine đang bị phân phối quân lực của mình Hiện bây giờ dùng Donbass Đặc biệt là thành phố Sibidonets Đang gớt vào tay của Nga Của chú anh chị em Tình hình sắp sửa đang gớt vào trong tay của Nga Còn riêng biệt về thành phố Lichen là cái thành phố sát kế bên thôi Nó chỉ có một con ven sông thôi Sát kế bên thôi Thì vẫn bị tiếp tục pháo đài Của Nga tấn công một cách ồ ạt à. Tổng thống Zelensky nói đơn giản là Họ đang tiêu quỷ thành phố Đơn giản là thế Họ đang tiêu quỷ cái thành phố này Thành phố này ngày xưa có khoảng 100.000 dân ở Trước khi cuộc chiến tranh Một thành phố khá đông dân Có nhiều kiến trúc cổ Đơn giản bây giờ nó không còn gì cả các như vậy, nó không còn gì cả Gần đây nhất là một cái trường học Trường học Hoàn toàn bị bóc trái Và bị tiêu vĩ với bơm đạn Một bản tin buồn Cho đất nước Ukraine Gần thành phố Kharkiv Bị bơm đạn của Nga 15 người đã thiệt mạng Trong đó có một bé Chỉ có 8 tuổi thôi cô chú anh chị em 8 tuổi 8 tuổi Và Tổng thống Zelensky lên án Đây Đơn giản họ đang giết dân tôi Họ đang nhắm vào dân của tôi Họ giết Cái bản tin 15 người thiệt mạng 16 người bị thương Thì đó là thành phố Kakif Của chú anh chị em nghe lúc nào cũng phủ nhận Không thừa nhận Là vũ khí của mình bắn vào thường dân cả Hình như Nguyên không biết là Mấy ông Putin à, Mấy ông uh, bộ trưởng bộ quốc phòng Hay là mấy tướng lãnh chỉ huy Mấy ông có nên đổi mắt kiến hay không các quý vị, mấy ông có nên đổi mắt kiến hay không? Hình như mấy mắt của ông nó bị vấn đề. Ông không thấy là những cái loại hình ảnh người ta đưa lên nhà cửa người ta đưa lên bắn vào thường dân chết chóc đó. Hình như ông không có thấy các cô chú anh chị em. Điều nói là tất cả những gì ông bắn là căn cứ quân sự hết, căn cứ quân sự hết. Lạ kỳ là chỗ đó nguyên nghĩ là mấy ông nên là phải đổi mắt kiến vì hình như ông ta không nhìn thấy rõ. Khi các quý vị nhìn một cái thành phố giống như là Makipol 90% bị tiêu quỷ Vậy ông ta bắn vào căn cứ quân sự hay bắn vào nhà dân Trả lời cho Nguyên Thủy đi Một thành phố Tiêu quỷ 90% Vậy ông ta bắn vào nhà nào vậy Ủa 90% đó đều là căn cứ quân sự chứ Khi dân số gần 500 triệu người 500 ngàn người xin lỗi 500 ngàn người ở tại Maripol Bây giờ ở tại Cipinones tương tự như vậy Và tại Lysen cũng tương tự như vậy lý do mà Nga đang pháo vào những thành phố vì họ trả thù sự thất bại ở miền Nam. Binh sĩ của họ, cái chiếc tàu vừa qua đã chìm với một số lượng binh sĩ khá đông. Mà họ chỉ có giải cứu được 30% binh sĩ ở trên chiếc tàu đó mà thôi. Bởi vì cái chiếc tàu tiếp tế nó có chứa vũ khí lương thực, hệ thống phòng không tân tiến của Nga. Và cả luôn một số lượng binh sĩ ở trên đó. Nhưng bị hòa tiễn Erpong đã bắn chìm. Và theo nguồn tin chính thức Nga giải cứu chỉ được 30% thủy thủ hay mà kêu là binh sĩ mà thôi. Và Nga không công bố con số chính thức là bao nhiêu người đã thiệt mạng. Thì cái điều đó chúng ta thấy rõ được là Nga từ lúc lần nào cũng vậy cả. Nga mỗi lần bị thiệt hại thì Nga sẽ lấy đó trả thù vào nhà dân của Ukraine. Bắn bắt chấp bắn chúng đâu cũng vậy. Quý nói, nói thật sự các quý vị là nếu các quý vị mà theo dõi đài mở tivi đài của mình lên coi uh, của phóng sự của quốc gia này quốc gia kia thì các quý vị thấy hoàn toàn những thành phố đều bị tiêu hủy với bơm đạn và nhà cửa của người dân hoàn toàn bị tiêu hủy. đó là bản tin liên quan đến vấn đề của chiến sự và bây giờ cho nguyên cập nhật những bản tin đó đây liên quan đến ukraine mà nguyên chia sẻ cùng các quý vị tổng thống indonesia ông ta sẽ ghé thăm đất nước ukraine rồi đó ông ta sẽ quá ghé thăm đất nước nga nguyên không biết là ông ta đi qua nga trước hay là đi qua ukraine trước cái này nguyên chưa chắc nhưng phát ngôn viên của tổng thống indonesia đã công bố chính thức họ sẽ có chiến đi thăm ghé ukraine và nga trong những ngày kế tiếp có thể nói đây là một lãnh tụ á châu đầu tiên ghé thăm Ukraine và Nga trong giai đoạn căng thẳng này. Đặc biệt là Tổng thống Indonesia, ông ta được mời giữ cái G7 ở tại châu Âu của chú anh chị em. Indonesia là nằm trong G20, là trong hai chục quốc gia kinh tế hàng đầu của thế giới. Và Indonesia được mời giữ cái buổi họp G7. Và trong cái buổi họp G7 thì có luôn Tổng thống Zelensky. Các cô chú và anh chị em, đó là cái bản tin cũng khá là gây chấn động lý do mà tổng thống indonesia ông ta đến nga và ukraine vì vấn đề căng thẳng leo thang đã làm lạm phát và kinh tế lên càng ngày càng nhiều à, và tình hình có thể liên lụy đến nhiều quốc gia khác trên thế giới mà ông ta muốn tác động để đem lại cái sự hòa bình chắc chắn nguyên nghĩ là không có giải quyết được vấn đề nhưng ông ta cũng muốn đến cũng tốt đi À, trong một cái giai đoạn mà Ukraine đang cần sự viện trợ ai đến họ cũng welcome cả ai đến họ cũng welcome chỉ có tổng thống Joe Biden là không muốn đến thôi <laughs> Joe Biden có đi chiến đi châu Âu nè nhưng mà không đến thôi cô chú và anh chị em đó là bản tin liên quan đến tổng thống Indonesia Ngoài ra thì Nga đang tức giận quốc gia Litva khi Litva đã không cho Nga mượn đường để vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là đường sắt. Nga tức giận. Nga đã điều động những khu trục hạm của mình tập trận ở tại biển Baltic, biển gần Litva và bắn quả tiễn. Đang tập trận và bắn quả tiễn để đe dọa tinh thần của Litva. Nhưng mà thực tế Litva nó nhỏ nhưng người ta có võ. Litva chẳng có sợ ai cả. Nga cũng chẳng sợ mà chẳng sợ Tàu. Litva là cái quốc gia người ta gắn cái lãnh sự quán Đài Loan ở tại Litva luôn. Rồi tàu cộng lên án người ta cũng chẳng sợ. Đừng có đe dọa người ta. Người ta không có sợ. Litva nhỏ nhưng mà có vỏ. Và cái hành động của Litva đã không cho Nga mượn đường. Thì cái cái vùng đất kêu là Kiningrad giữa Litva và Ba Lan. Hiện bây giờ nền kinh tế đang trao đảo. Nguồn cung cấp đang thiếu thốn nhiều doanh nghiệp đang tháo bỏ trại dùng đất đó sắp sửa biến thành dùng đất chết dùng đất chết của chú và anh chị em và cái điều đó của chú anh chị em cũng đã thấy rõ được thì nghe ngày hôm nay đang bị cô lập bất tất cả lãnh vực một tin không vui cho nghe nữa sắp sửa cuối tháng này nó có đang rò rỉ một thông tin đang loan tỏa ra ngoài đó là G7 NATO sẽ mang cái gối trừng phạt thứ bảy cho Nga nhắm vào số vàng của Nga số số vàng ở trong kho của Nga ở tại đất nước Nga 300 tỷ mà Nga đang giữ trữ trong vòng 10 năm vừa qua và cái số phạt này để nhắm vào số vàng của họ để cho làm sao nghe không thể bán vàng ra khỏi đất nước đó là một cái sự gò rỉ mà Nga phải sợ hãi tiếp tục các cô chú và anh chị em Ngoài ra, một bản tin khá là chấn động khác, một cái quốc gia kế bên Litva tên là Estonia là ba quốc gia gần biên giới của Nga. Estonia đã triệu hồi lãnh sự quán của Nga hai lần. Vì gần đây nhất, ngoài cái lời phát biểu của ông Putin, trong cái buổi họp vừa qua thì ông Putin đã nhắc lại một vị vua vĩ đại của Nga một vua vĩ đại mà cái thời vua chúa của chúa anh chị em cái thời năm 1400 mấy, năm 1300 mấy đó, cái thời mà đó thì một vị vua vĩ đại của Nga đã bành trướng bành trướng khắp nơi, đặc biệt là những cái quốc gia giống như là uh, Litva, Estonia vẫn nằm trong cái kêu là thuộc địa, thuộc địa. Thì Putin đã nhắc lại cái chuyện này và cho rằng Estonia là của Nga. À, cũng giống như Tàu cộng vậy đi. Ngày xưa Tàu cộng nó đô hộ chúng ta ngàn năm. Bây giờ Tàu nó đất nước Việt Nam là đất nước của Tàu, hay là ông Pháp cũng vậy. Ông Pháp đô hộ trăm năm á à, đất nước Việt Nam đất nước của Tàu. Thí dụ là như vậy đó. À, thí dụ là như vậy đó. Thì Estonia họ không đồng ý cái quan điểm của Putin là họ nắm đầu lãnh sự quán của Nga họ chửi. Ngày hôm nay thì Nga đã dùng triệt thăng của mình đi vào không phận của Estonia, Estonia nắm đầu của lãnh sự quán lên mà cảnh cáo, nói rằng bây giờ các anh muốn chiến tranh đúng không? Các anh vào nữa là chúng tôi bắn, vào nữa là chúng tôi bắn. Đây là không phải phạm vi của NATO, không phải phạm vi của các anh, nha, yeah. không phải phạm vi của các anh. Các anh đừng có lợi đây mà để dò thám. ở đây không quan minh các anh. Một cái quốc gia giống như là hạt mè với Nga thôi cô chú anh chị em Một cái quốc gia giống như là hạt mè của Nga thôi Nguyên nó là nhỏ nhưng mà có vỏ Đúng không? Ờ, giống như hạt mè Estonia là giống như hạt mè thôi Nhưng chưa bao giờ sợ Chưa bao giờ sợ Nga cô chú anh chị em Rồi, cái đó là cái vấn đề chúng ta thấy rõ được là Những cái quốc gia mà đã từng là cái khối liên xô cũ Tất cả những quốc gia từng là khối liên xô cũ Họ ghét Nga vô cùng tận Thực tế là gì? Ba Lan Litva Lettoni Estonia Serbia Romania Cô chú anh chị em Tất cả những quốc gia Georgia Modeva Những quốc gia từng là khối liên xô cũ Mà họ ghét Nga như thế nào Thì mình biết rồi Anh ăn ở như thế nào mà không ai thèm chơi với anh hết không ai chơi với người xấu cắt như vậy mình cũng lựa bạn mình chơi chứ bạn chơi là cũng phải lựa bạn tốt mày chơi xấu ai chơi với mày nữa nên ngộ là ngộ cái chỗ đó thà là họ bắt tay với mỹ chưa chắc là họ thích mỹ nhưng thà họ bắt tay với mỹ nhưng tuyệt đối không bắt tay với nghe đó sẵn là như vậy à, hà là họ bắt tay với cái quốc gia nào đó nhưng mà tuyệt đối với nghe là không never never à, thì đó là cái bản tin liên quan đến vấn đề Ngày hôm nay thì phía bên Nga đang tức giận Vì sắp sửa tới đây có một buổi họp liên quan đến an ninh của châu Âu À an ninh của châu Âu Mà Nga vẫn có thể giữ được Vì Nga cũng nằm ở trong cái an ninh châu Âu trong thời gian vừa qua Mà Nga đã gút chân ra khỏi Bây giờ Nga muốn đi tham dự Thì cái buổi họp nó nằm ở tại Birmingham của đất nước Anh quốc Nhưng Nga muốn đi dự thì Nga phải xin visa Của đất nước Anh quốc Anh quốc nó từ chối Anh quốc từ chối Ông Segulakov Bộ trưởng bộ ngoại giao Đi xin visa Đi tới Anh quốc để hợp cái buổi an ninh châu Âu Thì Anh quốc Từ chối visa à, Cô chú và anh chị em đơn giản Anh quốc nói là chúng tôi hợp an ninh Châu Âu Mà cái người tạo cái khủng hoảng an ninh này Chính là các anh Tôi mời các anh vô hợp làm gì Cái người mà tạo ra cái bất mãn an ninh này Là do các anh Bây giờ tôi mời các anh vô hợp làm gì Tôi mời các anh vô hợp làm chi Anh đi chơi với dế đi Chúng tôi không quan ninh anh Không quan ninh anh Ở đây, ở đây cái buổi họp này là an ninh châu Âu Chúng tôi đang bảo đảm sự trật tự Chủ quyền của mỗi quốc gia Anh là người gây hấn Anh là người đi xâm lược và anh muốn ngồi họp chung chúng tôi sao được Nên anh Quốc từ chối Miễn thật không visa Các anh về nhà chơi dưới dế Không ai chơi các anh cả Thì nó nói chúng ta biết cái gì cô chú và anh chị em Nó nói chúng ta biết là Đi tính những giai đoạn Thì Nga bắt đầu cô lập dần dần Tất cả những quốc gia châu Âu ngày hôm nay Hình như không có quốc gia nào muốn làm ăn hay là ban giao với Nga bằng bất cứ hình thức gì Tất nhiên họ còn lệ thuộc về dầu quả, họ còn lệ thuộc về khí ga. Nhưng mà từ từ họ sẽ thuyết phục cái điều này. Họ sẽ thay đổi dần dần qua những tháng năm. Và từ dần đó họ sẽ quay lưng hoàn toàn với Nga luôn. Và đất nước Nga bây giờ chỉ còn bưng bô lại với ông Tập Cẳng Bình thôi. Bây giờ Putin chỉ có liếm bô Tập Cẳng Bình thôi. Vì không có Tập Cẳng Bình duyên trợ là Nga chết chắc. Nên cuối cùng Nga đã đặt cái vị trí một cái quốc gia cường mạnh của mình trở thành một cái quốc gia nô tài của Tàu Cộng. Ngày hôm nay thì báo chí nó đang hàng loạt về vấn đề tài sản của Putin. Mà cái này là Nguyên đã nói cho các quý vị rất là lâu rồi. Báo chí nó đang hàng loạt nó kêu là tài sản của Putin còn giàu hơn nhà tỷ phú Elon Thì thực tế là như vậy. Và cái cái bản tin mà vấn đề của Putin giàu hơn El của nhà tỷ phú là Musk nguyên đã chia sẻ với các vị cách đây lâu lắm rồi và đã có ra một cái cuốn sách đặc biệt cách đây mấy năm về trước và sau này do ông chánh trị gia đối lập với putin phanh phu ra nhiều vấn đề khác nhưng cái bí mật của putin là người giàu nhất của thế giới đã biết từ lâu với cái khối tài sản khổng lồ của putin tất nhiên putin không đứng tên trực tiếp tên là putin nhưng ông ta nhờ những người thân quen gia đình của mình đứng tên cái tài sản khối mà đất đai của ông ta không tính khoảng tầm gần cả 5 tỷ đô la ở tại đất nước Nga thôi. Ở tại đất nước Nga thôi. Nói về địa ốc chứ đừng nói tài sản khác. Còn tất cả tập đoàn công ty đều bắt buộc phải chia cổ phần cho Putin hết. Chia cổ phần cho Putin hết. Nếu muốn tồn tại ở tại đất nước Nga đều phải chia một phần cổ phần cho Putin hết nên là cô chú và anh chị em nên là mấy bữa nay thì báo chí mới loan tả ra thì nguyên đã nói rồi ở những cái quốc gia độc tài họ chỉ có lấy tiền cho họ mà thôi các cô chú anh chị em phải nhớ là đất nước nga là đất nước có tài nguyên bán đủ thứ bán cả bán dầu quả bán khí ga bán mỏ này bỏ mỏ kia mà dân nga vẫn nghèo dân nga vẫn nghèo nhưng lãnh tụ của nga thì ông nào ông nấy cũng giàu nhất nách ông nào ông nấy cũng giàu nhất nách thì cũng nói chúng ta biết là người dân Nga họ cũng có ý thức Hàng loạt người dân Nga cũng đang chờ đợi cái sự ngày sụp đổ của ông Putin Không phải chỉ có mình đâu mà nguyên là hàng loạt người dân Đang chờ đợi một cái ngày Putin Có thể là cái ngày Putin mà bị thất bại Ngã bệnh ra hay là vấn đề gì đó Thì là cái người ngày đó là cái ngày hạnh phúc nhất trong đời của họ Nguyên tin chắc điều đó Họ sẽ để là một cái ngày rất là quan trọng các quý vị à trong một cái bối cảnh ngày hôm nay thì nhìn ra cái tư vi của ông Putin đó là ông ta muốn đất nước Nga ông ta mớ lớn lớn mạnh ông ta muốn đất nước Nga quay trở lại cái thời quy hoàng của mình Mình không biết ông ta học cái chiêu bài này của ông Tập Cẩn Bình ở đâu giống như trong đầu của ông Tập Cẩn Bình thì ông Tập Cẩn Bình vẫn muốn là cái thời đất nước Tàu cái thời quy hoàng nhất cái thời giống như Tần Thủy Hoàng đó cái thời mà ngoai hùng nhất à của chú và anh chị em, cái thời mà thống trị cả khối Á châu chúng ta luôn. Đó, trong đó có Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan đều là những chiêu hầu hết. Thì cái điều đó là trong cái lý tưởng của ông Tập Cận Bình mà bây giờ ông Putin cũng có cái lý tưởng tương tự như vậy. Có cái lý tưởng tương tự như vậy các cô chú và anh chị em, có nghĩa là làm sao mà những cái quốc gia thời Liên Xô cũ nó phải trở về với cái sự lãnh đạo và chỉ huy của Nga Nhưng mà khổ là mấy ông này đi ngược thời gian không à Thời gian người ta đi tới Ông trời cho chúng ta cặp mắt để nhìn về phía trước Chứ đâu có mọc bằng sau lưng đâu Các quý vị nói đúng không Ông trời xanh cho chúng ta có hai cặp mắt để nhìn về tương lai Chứ đâu có ai nhìn đằng sau đâu Nhưng cái hai ông này cặp mắt của ông mọc bằng sau mong thấy gì không biết nữa Cứ nhìn về cái quá khứ không cứ khát vọng cái quá khứ khi thế giới nó đã thay đổi rồi. Thế giới bây giờ người ta không muốn bành trướng nữa. Đặc biệt là người ta hiểu cái giá trị sinh mệnh của một con người. Người ta biết được quan tâm đến đời sống của trẻ em, phụ nữ, đàn bà, vân vân Người ta tôn trọng cá nhân, người ta tôn trọng chủ quyền, tài sản của mọi người. Và bắt đầu người ta văn minh. Con người bây giờ lên tới sao quả rồi. Mà mấy anh chả cứ quay trở lại một thời năm 1400 mấy không. Mà cũng bởi vì những người như vậy các cô chú và anh chị em đã làm cái nền kinh tế của chúng ta cực kỳ trao đạo. Ngày hôm nay thì có một cái sự kiện khác nữa. Đó là phía bên Bộ Tư pháp, ông Merrick Garland của Hoa Kỳ đã ghé thăm đất nước Ukraine của ngày hôm qua. Thì cái chuyến đi của ông Merrick Garland này đó, thì cái mục đích của ông ta đến là để điều tra tội ác chiến tranh mà do Nga đã tạo ra tại đức nước Ukraine. Vì cái tình trạng mà tội ác chiến tranh mà do quân đội Nga đã làm, đặc biệt những cái hành động vô nhân đạo và vô đạo đức của họ, đó là tội ác chiến tranh không thể tha thứ theo lời phát biểu của ông Marek Garland. Ông ta nói rằng là chúng tôi sẽ giúp đỡ Ukraine tìm được những kẻ sai phạm không cho họ lọt lưới. Những kẻ nào gây ra những tội ác chiến tranh, họ phải trả giá trên pháp lực. Thì hiện bây giờ không chỉ riêng biệt về Hoa Kỳ đâu, hàng loạt quốc gia trên thế giới họ đang tác động và đang làm cái việc này. Để đó là những cái tài liệu bằng chứng cụ thể, những sự tội ác mà do Nga đã làm. Cái điều này nó cũng là một cái điều tốt. Vì những nạn nhân phải phải trả lời sự minh bạch. Và những kẻ sai phạm phải cần pháp lý. của chú và anh chị em, nên cái liều mà ông Rick Garland này sự hiện diện thì các quý vị cũng thấy được là Hoa Kỳ cũng đã bỏ rất là nhiều đầu tư uh, để bảo vệ đất nước Ukraine trong thời gian vừa qua mà hàng loạt những nhà chính trị gia trên thế giới đều đến, đặc biệt là Hoa Kỳ cũng đến. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Antony Blinken, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Lloyd Austin đều đến. À, cô chú anh chị em. Nhưng ngược lại thì Tổng thống Joe tuyệt đối không muốn đến. <laughs> Vừa qua thì Nguyên đặt một cái câu hỏi Là tại sao Joe không đến Có nhiều các quý vị kêu là ông ta sợ chết Có nhiều người nói cái này có kia Nhưng có một cái quý vị Có một quý vị, vị viết một câu rất là vui Viết như thế này nè Ông ta không sợ chết Ông ta chỉ sợ là có bơm đạn nổ Ông ta chạy không kịp <laughs> Cũng đúng Ông ta bây giờ chạy không nổi nữa rồi Đạp xe đạp mà còn té lên té xuống Nên là chạy cũng không có nổi cái này đúng nè, không phải sợ chết Là sợ bơm đạn ông ta chạy không kịp Nguyên không biết là nó cho vui cho đùa vậy thôi Nguyên không biết là trong những ngày kế tiếp Tổng thống Joe Biden có ghé Mình chọc ổng nhiều quá Cái ổng cảm giác là ổng bức xuất Ổng nói về tao chứng minh cho tụi bay biết Tao đi nè, tao đi Thì là sao Ai đoán được tương lai của chú và anh chị em Ai đoán được tương lai Ngoài ra thì có những sự kiện khá là nổi bật Mà Nguyên muốn chia sẻ tiếp tục Cùng cô chú và anh chị em, bữa nay chúng ta có nhiều bản tin nhỏ nhỏ lắm. Trước khi chính thức để biết là Ukraine chừng nào có thể gia nhập được Liên minh châu Âu, cuối tuần này, có nghĩa là vào cuối tuần này, à, 27 quốc gia sẽ hợp à, để mà biết rằng là Ukraine chừng nào gia nhập, nguyên phí. Ngươi phải dùng trừ cái từ ngữ đó đúng nghĩa là chừng nào gia nhập Là trước sau gì Ukraine cũng gia nhập Vì 27 quốc gia đã đồng ý cho Ukraine là ứng cử viên đặc biệt để gia nhập Liên minh châu Âu Có nghĩa là họ đã nhận, họ đã nhận đơn Và họ cho rằng anh sẽ là Liên minh châu Âu Nhưng là thời gian Thời gian là bao năm sau, bao nhiêu năm sau anh mới được quyền và cái điều này cũng là một cái bản tin rất là tốt sau cái sự nỗ lực của phía bên Ukraine. Họ đã muốn gia nhập liên minh châu Âu bằng tất cả cái hành động vừa qua. Vì họ muốn buông bỏ Putin, họ muốn tách rời Putin ra, họ muốn tách rời đất nước Nga ra. Họ không muốn còn ban giao bất cứ cái gì với Nga hết. Bây giờ là họ không muốn bất cứ một cái gì, cái gì, cái chữ Nga trong trống là họ không muốn luôn. Và hình ảnh, phiên ảnh Nga, nhạc Nga, sách Nga, dẹp hết. Và cái bước đi của Ukraine đang đi gần đến và sắp sửa sẽ đến liên minh châu Âu trong những năm kế tiếp. Gia nhập bây giờ thì không thể được. Thứ nhất là Ukraine đang chiến tranh. Thứ hai, chính phủ của Ukraine cần phải cải cách đúng theo cái tiêu chuẩn của châu Âu. Và Ukraine phải nâng cái đời sống người dân Ukraine lên tầm cỡ. Tầm cỡ, thí dụ là bên Pháp là 10, Ukraine phải là 7. Thì người ta mới chấp nhận. Người ta mới chấp nhận. Nên là cái bước đi đầu tiên của Ukraine đã đạt được nhiều thành tích và cái điều sự nỗ lực do cái cách ngoại giao. Nói đến đây, ngoại giao thì Nguyên phải ca ngợi một chút xíu. Tổng thống Zelensky có thể nói là tất cả trong cuộc chiến tranh vừa qua, tuổi đời của Nguyên không lớn, nên là có nhiều cuộc chiến tranh mình không biết. Các bác chắc là biết nhiều hơn Nguyên với nhiều cuộc chiến tranh. Thí dụ các bác có chiến tranh Việt Nam nè, chiến tranh đệ nhị thế chiến với các bác nào lớn tuổi hơn nữa hay cuộc chiến tranh này của kia chưa thấy một cái nhà lãnh tụ ngoại giao nào đất nước đang chiến tranh mà có thể tác động lớn đến mức độ đó thì cái người mà làm được chuyện đó chính là tổng thống Zelensky một cái quốc gia nhỏ bé thôi hình như có nhiều người không biết Ukraine là một quốc gia gì nữa nhưng từ lúc cuộc chiến tranh xảy ra thì cái khuôn mặt đó đã đi diễn đạt và đang kêu gọi sự giúp đỡ khắp nơi trên thế giới và cái tên Zelensky hình như ai cũng biết đến Và cái sự ngoại giao đó vô cùng tài tình Và mình có thể nói là mình phải nể phục Tìm một vị tổng thống mà có đủ khả năng thuyết phục người khác Để kêu gọi sự giúp đỡ như thế này Hình như là mò kim đáy biển Thì có thể nói là đất nước Ukraine cũng may mắn trong một cái giai đoạn Mà tìm được một vị tổng thống phù hợp cho mình trong cái giai đoạn này à nguyên phải đó là phù hợp trong giai đoạn này có thể là sau cuộc chiến ông ta không phù hợp nữa các người phải nhớ điều đó nha không phải lúc nào tổng thống nào nó cũng có một cái giai đoạn nó phù hợp do cái khả năng của con người do cái cá tánh của con người do cách làm việc của con người trong cái giai đoạn đó thì hiện bây giờ thì đất nước uy khan được may mắn được một cái chánh phủ vì dân vì nước hết mình mà không chạy trốn không chạy trốn không buông bỏ và không từ bỏ thì cái điều ngoại giao đó nó đã đạt được qua những cái thành quả rất là nhiều thành quả mà Ukraine đã đạt được qua những cái sự nỗ lực của họ và được sự duyện trợ hàng loạt quốc gia trên thế giới thì các cô chú anh chị em thấy người đó về có quốc gia nào chiến tranh mà người ta bận tâm gì đâu người ta bận tâm gì đâu đâu bây giờ có chưa bao giờ có nhưng là bởi vì cái sự nỗ lực và cái sự yêu đất nước của người dân Ukraine đã làm tác động đến con tim của mọi người. Và làm cho cuộc chiến tranh này đã kéo dài hơn 4 tháng. Nhưng ngược lại, cái sự nóng hổi về thông tin, cái sự mà nóng hổi về thông tin nó vẫn tiếp tục diễn ra. Và người dân vẫn lúc nào cũng hào hứng và tìm hiểu cách làm sao để giúp đỡ đất nước Ukraine bằng đủ thứ hình thức. Có thể nói là đất nước Ukraine được may mắn thay, họ đã được cái sự duyện trợ trên cả toàn cầu. Nếu họ không được sự duyện trợ đó, đất nước Ukraine đã thất bại từ lâu rồi, chắc như vậy. Nên chúng ta đừng có đánh giá thấp vấn đề thông tin. Chúng ta đừng có đánh giá thấp khi chúng ta có thể tác động được với người khác. Bởi vì đây nó là cái cơ hội duy nhất cho những quốc gia nhỏ bé của chúng ta. Nên tại sao Nguyên không có hiểu? Tới ngày hôm nay Nguyên vẫn thắc mắc, Nguyên đặt một câu hỏi hoài. Chúng ta là một cái quốc gia gớt một cái tâm trạng là cái quốc gia nhỏ bị những quốc gia cường mạnh xâm lược cũng giống như Tàu, giống như Pháp Hay là đối với Cộng sản là giống như Hoa Kỳ Thí dụ là Nguyên nói thí dụ là như vậy Tại sao chúng ta không đồng cảm được với Uy Khanh Sao chúng ta không hiểu được cái hoàn cảnh của họ như thế nào Mà ngược lại có những người đầu to mà ốc như trái nho vẫn ủng hộ Nga Cái điều đó là cái điều mà Nguyên lúc nào cũng đang ngồi thắc mắc trong đầu của mình Họ không hiểu được cái lý lẽ đó sao Một cái lý lẽ nó vô cùng đơn giản như thế Người ta nói là có những người chưa bao giờ trải qua đau khổ thì họ sẽ không biết đau khổ là gì. Nhưng đất nước Việt Nam chúng ta nó đã trải qua quá nhiều đau khổ. Chúng ta đã bảo, đã bị không biết bao nhiêu lần những cái quốc gia cường mạnh xâm lược của chúng ta. Họ không biết tôn trọng chủ quyền, không biết tôn trọng sinh mạng người dân của chúng ta. Mà không lẽ chúng ta không đồng cảm được cho người dân ưu Khi lúc đó đây không phải là một cuộc chiến tranh. Đây không phải là một cuộc chiến tranh. Đây là một cuộc xâm lược và giết chết chóc người. Một cuộc chiến tranh là như thế nào? Thời đệ những thế chiến, Cuộc chiến tranh là giữa Pháp và Đức Pháp bắn qua nhà của Đức Đức bắn qua bên Pháp Cuối cùng Pháp thua Đó mới kêu là chiến tranh Đây là một cái sự Một người đánh Một người chịu đòn Có bơm đạn nào bắn vào nhà Nga đâu Có bơm đạn nào giết dân Nga đâu Mà tại sao không hiểu cái lý lẽ đó Tại sao không hiểu được cái lý lẽ đó Dù bao nhiêu nước miếng không phải riêng biệt nguyên đâu bao nhiêu người nhưng bộ não của họ không mở được trí tệ bộ não của họ không mở được trí tệ nó vẫn nằm y chỗ đó đây không phải là một cuộc chiến tranh đây là một sự cướp bóc và xâm lược và tiêu hủy người ta vì cuộc chiến tranh là phải giao tranh hai bên anh bắn vào nhà tôi tôi bắn vào nhà anh ukraine nó có quyền được bắn đâu ukraine nó có quyền được bắn đâu cô chú và anh chị em ukraine chỉ có quyền bảo vệ bắn trong lãnh thổ của mình mà thôi nên là cái điều đó và những cái người mà họ vẫn còn cố chấp thì Nguyên không cách nào. Đúng ra ông bà mà có câu nói rất là hay cô chú anh chị em. Đèn khải tay châu. Cái là nói hoài nó cũng vậy à. Không thay đổi được. Không thay đổi được các người. Cái tầm nhìn nó tới đó thôi. Vậy biết sao bây giờ. Cái tầm nhìn nó tới đó thôi chứ sao bây giờ. Chứ nói hoài cũng vậy. Nhưng mà mình vẫn thấy rõ được cái sự đau xót cho đất nước Ukraine là nằm ở chỗ đó. Thực tế nếu cô chú anh chị em cuộc chiến tranh này nếu là một cuộc chiến tranh bình thường ukraine bắn vào bên nga nga bắn vào bên ukraine hai bên dân chết thì không có cái gì để nói không có cái gì để nói nhưng đây hoàn toàn không hoàn toàn không đất nước ukraine đang bị động và cái sự phản kháng cũng không cho họ có nữa sao cái sự kháng kháng bảo vệ mình cũng không cho họ có được hay sao họ không tấn công ai cả tôi có quyền bảo vệ bản thân cơ thể của tôi chứ mà cũng không cho họ có được sao thì chúng ta mới thấy rõ được là có rất là nhiều người vẫn còn cái tư vi giống như là ông Putin Tư vi là tao Tao là vua là chúa Còn mày là nô lệ Mày không được quyền cãi Trong cái tư vi của họ vẫn còn những cái tư vi lỗi thời Nó không còn hợp với thời đại nữa Nhưng tại sao người nói là ông trời xanh cho ta cặp mắt để tiến bộ Để nhìn xa Còn họ thì cứ nhìn thụt lùi không Họ cứ nhìn thụt lùi trong một cái bối cảnh và tình hình chiến sự khá là nguy kịch Tất cả đánh cược vào cuối tháng này Cuối tháng này có nghĩa là bữa nay chúng ta là ngày 22 Tây Chúng ta còn có khoảng một tuần mấy nữa Ở tại vùng Đông Bắc Tất cả đánh cược vào cuối tháng này Nó sẽ mở ra một cái khuất mặt mới Khi khí tài quân sự của Hoa Kỳ viện trợ Thì Ukraine với Nga phải đánh cược một cuộc chiến tàn khốc dưới tầng này Cũng giống như lời của Tổng thống Zelensky công bố Họ sẽ lợi dụng từ từng này đến từng cuối từng này đó. Thì cái lợi dụng mà Liên minh châu Âu đang hợp, rồi NATO đang hợp, G7 đang hợp. Thì Nga sẽ lợi dụng cái này để kích hoạt một sự tấn công tàn khốc. Một bản tin đáng sợ mà chúng ta phải cẩn thận. Đó là Nga đang điều động tất cả những khu trục hạm của mình ở tại Biển Đen và đang chuẩn bị có một sự tác chiến mới có thể trong những ngày kế tiếp, Nga sẽ tấn công quả tiễn hàng loạt vào những tỉnh thành, đặc biệt là Odessa và Mykolai của đất nước Ukraine trong những ngày kế tiếp. Để họ có thể nói là đe dọa châu Âu bằng hình thức tiêu hủy những thành phố của Ukraine để cho châu Âu không chấp nhận Ukraine gia nhập mau sớm trở thành liên minh của châu Âu. Thì cái điều này chỉ là một cái điều suy luận chưa ai biết chắc chắn là ông Putin sẽ làm gì trong những ngày kế tiếp của chú và anh chị em và Trung Nguyên ngừng chương trình này ở đây Trung Nguyên cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lúc nào cũng theo dõi những bản tin và diễn đàn của Nguyên bữa nay chúng ta có rất là nhiều bản tin lạc giặt Nguyên mong là các quý vị đã nhận được hết tất cả những bản tin hấp dẫn liên quan đến chiến sự của Ukraine. Bye bye của chú anh chị em các bạn bình thường Và cảm ơn cái sự yêu mến và ủng hộ của các quý vị nhé. con lớn có về thăm đất Việt đi dùng cha ra tận hải Nam Quan khắp hộ cha giọt lệ buồn bi thiết thương quê hương ôi tuổi nhục vô vàn và hộ cha mảnh dư đô rách nát lũ sai lắm sâu xe đã bao đời máu tiên tù Thấm trong từng tấc đất bọn cường quyền đem ban tựa đồ chơi con hãy nhớ quê hương nam quang trải rộng đến cà mau phú quốc hoàng sa trường sa côn đảo là của ta sự sạch đã in sâu xin cầu nguyện với hồn thiên sông núi đưa dân ta ra khỏi ách tôi đòi xua tan đi những mây mù, mù tôi cho quê mình sống lại những ngày vui nào ta thiết bọn vô lương bán rẻ cả sớm hà đang giận thay loài vong đô khiếp nhược đất quê hương mang công hiến cho người lê chiều thống còn chưa đành bán nước nỗi đau này đến trên vẫn chưa vơi cờ ta phải bay tung trời bán dốc ai làm quan trở lại với sơn hà đất nước ta là rừng vàng biển ngọc phải giữ gìn cho dạng mặt cha ông xin cầu nguyện với hồn thiên sông núi đưa dân ta ra khỏi ách tôi đòi xua ta đi những mây mù tôi cho quê mình sống lại những ngày vui xin công nhân với hồn thiên sông núi đưa dân ta ra khỏi ách tôi đòi xua tan đi những mây mù tôi tối cho quê mình sống lại những ngày